Một mùa xuân mới lại về, mùa xuân thêm ấm áp trọn vẹn khi những món quà Tết, những tình cảm yêu thương sẻ chia của cộng đồng tiếp tục được trao đến với những người yếu thế, kém may mắn trong cuộc sống và nhất là đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc Giáp Thìn sắp đến, chiều ngày 3 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Quý Mão, cũng như mọi năm vào các dịp lễ Tết, Đoàn Từ Thiện Chùa Hưng Phước, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Tết yêu thương đến các em học sinh tại lớp học tình thương chùa Liên Hoa, quận 8. Phát biểu tại buổi trao quà, thay mặt chùa Hưng Phước, Thượng tọa Thích Minh Duyên, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3, Phó trụ trì chùa Hưng Phước đã có lời động viên đến các em học sinh tại lớp học tình thương. Thượng tọa cũng động viên các em học tập thật tốt, dù cho hoàn cảnh có nhiều khó khăn vất vả, nhưng các em phải biết cố gắng chăm ngoan để trở thành những người có ích cho xã hội, tương lai của đất nước. Các em lớp học tình thương tại chùa Liên Hoa quận 8 thì đa phần cha mẹ từ vùng quê lên đây sinh sống. Do vậy mà thấy hoàn cảnh khó khăn của các em thì trước đây chùa Hưng Phước, Hòa thượng Ân Sư, tức là Hòa thượng Thích Hiện Pháp cũng đã mở lớp học tình thương. Quý thầy đã đồng cảm những cái khó khăn của các em lớp học tình thương. Do vậy mỗi năm các thầy đã vận động quý Phật tử đến nơi chùa Liên Hoa để ủng hộ. Mong rằng các em nhận phần quà này cố gắng học tập thật tốt và gia đình được hạnh phúc. Gần 100 phần quà được trao tay đến các em học sinh nghèo. Mỗi phần bao gồm lì xì tiền mặt, gạo mì cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu. Những suất quà là những lời động viên tinh thần của các tổ chức, cá nhân tài trợ, cùng các em vượt qua khó khăn, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Khó khăn bị mẹ vợ, ở với ngoại với ba, nhà bốn anh em thấy rất vui. Hôm nay được nhận quà Tết của các thầy. Ba em thì bỏ em đi lâu rồi, mẹ em thì bị thần kinh. Hiện tại em đang sống với ngoại và cậu mợ. Dạ, ngày Tết khi được những quà em cảm thấy rất là vui và tỏ lòng biết ơn với thầy cô và thầy chủ trì ở chùa Liên Hoa. Tết này em ước là ông bà ngoại em và cậu mợ em được sống được nhiều sức khỏe. Chùa Liên Hoa do Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh làm trụ trì. Các em học tại lớp học tình thương nơi đây thuộc diện những gia đình khó khăn. Cha mẹ là những người đi làm thuê, bán vé số, không có điều kiện cho con cái đi học. Chùa Liên Hoa đã mở lớp học tình thương cho các em, từ áo quần đồng phục đến sách vở tập viết, dạy dỗ cho các em học văn hóa và học đạo sống làm người, để các em tiếp tục cuộc sống, học tập và hướng đến những ước mơ còn dang dở. Những chương trình trao quà Tết yêu thương của chư tăng Phật tử chùa Hưng Phước là một hoạt động thường niên ý nghĩa nhằm thúc đẩy cộng đồng quan tâm đến trẻ em mồ côi, khốn khó, tạo môi trường kết nối, gửi trao yêu thương giúp các em sớm vượt qua khó khăn, an tâm học hành, trở thành người có ích cho xã hội. Vào sáng cùng ngày, Đoàn Từ Thiện chùa Hưng Phước, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức trao 70 phần quà Tết đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 3. Theo đó, gần 100 phần quà đã được trao cho hộ nghèo tại quận 3, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm phong bì tiền mặt, gạo, mì cùng các nhu yếu phẩm. Buổi sáng này, bà con tại phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đến nhận những phần quà thì tất cả mọi người rất là vui, quý thầy cũng rất là hoan hỷ khi bà con nhận những phần quà. Còn riêng lớp học tình thương tại chùa Liên Hoa, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh thì các em nhận những phần quà thì các em rất là vui. Thì quý thầy với tất cả mạnh thường quân, quý Phật tử tại chùa Hưng Phước cũng rất là vui nhìn thấy các em và gia đình nhận được những cái phần quà. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động trao quà Tết tại thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Từ Thiện chùa Hưng Phước còn mang Tết yêu thương đến các vùng quê nghèo, như thăm tặng quà đối tượng chính sách tại các tỉnh thành miền Tây, tiếp tục bắt nhịp cầu kết nối những trái tim nhân ái sẻ chia, chung tay để tất cả mọi người đều được đón một cái Tết cổ truyền đầy đủ, đầm ấm. Năm nay, tổng cộng đã có hơn 1.000 suất quà Tết đã được Đoàn Từ Thiện chùa Hưng Phước trao đến tay những người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trước thềm xuân mới, và đã thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của Phật giáo, tạo động lực niềm tin để người nghèo tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.